Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến ngành y. Bác từng căn dặn, người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu. Tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, dù công việc đặc thù nhiều vất vả, nhưng các y bác sĩ nơi đây vẫn luôn lấy lời dạy của bác làm kim chỉ nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Làm điều dưỡng trưởng tại khoa động kinh, nghiện chất, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk gần 20 năm nay. Công việc hàng ngày của chị Đinh Thị Phượng là cho bệnh nhân uống thuốc, đo huyết áp và theo dõi, chăm sóc người bệnh. Chị Phượng cho biết, hàng ngày phải thường xuyên tiếp xúc, chăm sóc cho những người bệnh nhân bị rối loạn tâm thần, nghiện ma túy nên việc bị tấn công bất ngờ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, khắc ghi lời bác dạy, lương y phải như từ mẫu, chị Phượng luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao y đức để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn. Đối với bản thân em thì cố gắng học tập những người đi trước và đặc biệt là tự rút những kinh nghiệm trong quá trình mình thực hiện. Thì những trường hợp mà khó khăn đó thì mình cũng tự mình rút ra được những bài học để mình tránh những cái tác động xấu đối, thứ nhất là đối với mình và thứ hai là đối với những bệnh nhân khác. Khoa động kinh, nghiện chất, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk hiện có 9 y bác sĩ điều dưỡng. Trung bình mỗi năm khoa tiếp nhận điều trị hàng trăm lượt bệnh nhân. Đa phần bệnh nhân nhập viện đều ở trong tình trạng trầm cảm, rối loạn tâm thần, nghiện rượu, ma túy. Vì vậy, bệnh nhân thường rất manh động nên việc bác sĩ điều dưỡng trong khoa bị đánh chửi là điều không có gì lạ. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, thực hiện lời dạy của bác, người thầy thuốc phải yêu thương, chăm sóc người bệnh như ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Các y bác sĩ của khoa luôn kiên nhẫn, động viên, chăm sóc cho bệnh nhân như người thân trong gia đình để họ yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe, tái hòa nhập cộng đồng. Về cái công tác điều trị thì phải thực hiện tốt 12 điều y đức và 10 điều dược đức tại khoa phòng. Ngoài những cái chỗ đó ra là mình phải ở sở tại mình, ở khoa phòng mình có những cái mà không nằm trong cái quy định mình cũng phải thực hiện tốt. Khi mà người nhà bệnh nhân đến, đưa bệnh nhân đến thì mình phải tư vấn hướng dẫn cho người nhà biết được những cái tình trạng bệnh nhân đến tại khoa phòng, nhất là những cái vật sắc nhọn, những cái mà liên quan đến tính mạng, mình phải hướng dẫn cho người nhà để người nhà cùng hiểu, cùng hợp tác với mình mới hoàn thành được cái nhiệm vụ chung. Bác sĩ ở đây cũng tận tâm lắm, bác sĩ ở bệnh viện này cũng tận tình lắm, về ra vào bác sĩ cũng ấy, nhưng ra bác sĩ cũng dặn dò về nhà rồi kiêng những cái này, nhưng mà bệnh nhân không nghiện rồi về cứ đi xong lại về, đi lại về thôi. Với ý thức trách nhiệm và lòng yêu nghề, các y bác sĩ của khoa động kinh, nghiện chất, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng nói riêng và cán bộ viên chức Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk nói chung luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc, trở thành địa chỉ tin cậy chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân trên địa bàn.